Dạ. Ờ, cái đồ ích kỷ là cái gì ạ? Đồ ích kỷ à, là người cũ của em. Bạn vẫn còn liên lạc với người yêu cũ không? Ờ dạ, thì thỉnh thoảng thôi chọc phá nhau vài câu. Chú cún ở nhà tên gì ạ? Tên là Su. Su à, Su. Tại sao bạn lại đặt nó là Su ạ? Em cũng không biết, tại này là chị em đặt ạ. Còn với cái tên Su đó có dấu ấn nào trong kỷ niệm của bạn Sơn không? Dạ. Có nè, có nha. Sổ của bạn gái của em tên Su. Ôi trời ơi. Họ bạn trai của mình thì đầy đặn một chút. Vậy bây giờ mình hơi gầy, bạn nuôi cho mình tròn trịa được không? Bạn nuôi cho mình tròn trịa được. Không cách nào cũng thích á. Em như anh Tài chị ạ. Như lòng mình ok không? Như chị Lê Lộc thì hơi quay cổ á. Mọi người thích kim cương trên tóc. Cái ốp lưng màu đen và có một cái con mắt. Con mắt đó là bây giờ đấy tim mình đã mở và không biết bạn có đã mở cho mình hay chưa. Mình mạnh mẽ bao lâu nay, nhưng nếu có ai tới cho mình được niềm tin thì ánh mắt đấy sẽ trở thành ánh mắt dịu dàng. Em ấn tượng với bạn số 3. Đó cũng là cậu gái số 3. Là sao? Cũng là bảo bảo luôn. Em là người miền Tây, em rất là thích ăn canh chua và bạn đó nấu rất ngon, thì em nghe có một cái gì đó thân thiết, nó gần gũi. Đúng cái tình số ẩm thực. Nhưng mà bạn đấy cũng nói là nấu được canh khổ qua và nấu được bữa cơm gia đình. Đấy, đấy bắt đầu tranh giành rồi đấy. Sơn Tinh Thủy Tinh xuất hiện rồi quý vị ạ. À. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.